sẽ có cái file data.tt như này. Kết thúc một dòng thì chúng ta sẽ sử dụng cái ký tự end như này. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đọc cái file nội dung của cái file data.tt này ra. Thì tôi sẽ sử dụng cái hàm như sau. Tôi search như sau. PHP get file content. Đây, cái hàm này. Chúng ta sử dụng cái hàm file get content. Đó, rất dễ thôi. Đó, chúng ta sẽ thay thế cái hàm file get content. Tôi định tự viết như này nhưng mà thôi bỏ qua. Và ở index của tôi sẽ sử dụng là data bằng file get content data.txt. Được chưa? Và bây giờ tôi va đâm cái data này ra. Thì các bạn xem bây giờ nó thành cái gì nhá. Thành một dãy, nó liền mạch nhau đúng không? Đúng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ biến đổi mỗi một cái đoạn end ấy trở thành một thằng sinh viên. Thì tôi sẽ có cái hàm là tôi sẽ viết lại cái hàm là student format. Đúng không? Thì tôi sẽ update lại cái hàm này trở thành như sau, explode của cái end này sẽ trở thành một thằng sinh viên. Được chưa? Sau đó tôi return thằng student. Thì chúng ta coi xem bây giờ nó thành cái gì đã. Rồi tí chúng ta xử lý tiếp. $student nó sẽ bằng cái gì nhỉ? Student format của cái data. Và tôi tiến hành va đâm cái student. Sau đó là đài. Rồi. Được chưa? Thằng cuối cùng nó sẽ bị trống, luôn luôn là thế. Luôn luôn thằng cuối cùng sẽ là trống. Sau này tôi sẽ bỏ nó đi. Được chưa? Nhưng mà ở đây tôi vẫn chưa xử lý xong. Tôi chưa xử lý xong. Mà ở đây tôi sẽ tiến hành là for x tiếp. Đây là tôi sẽ lấy là ARR thôi. Tôi tiến hành for x cái biến ARR này, s key và value. Được chưa? Tôi if luôn, if cái nếu mà cái value của tôi nó bằng với string rỗng thì tôi continue. Bỏ qua cái vòng đấy luôn. Còn nếu nó không rỗng thì tôi tiến hành là tạo ra một cái mảng student info bằng lại explode ra từ cái ký tự là gạch đứng và từ cái value. Thì đây nó lại ra một cái mảng nữa đúng không? Và ở trong này tôi sẽ có một cái biến result bằng mảng rỗng. Sau đó tôi sẽ tiến hành là cái result, chết mẹ, cái result này của tôi nó sẽ bằng với cái student info như này, rồi return cái result. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta coi nhá, coi cái giá trị cái hiển thị ra của cái thằng student SC này nhá. Được chưa? Mấy thằng sinh viên? Ô thằng này vẫn bị này. Ô đều chưa? Rồi kệ nó tính xong. Được chưa? Có một thằng sinh viên thì có offset luôn, một là ID, hai là cái gì đấy, đúng không? Sau đó là ba thằng này thì chắc là tôi phải tìm cách tôi loại bỏ nó đi. Sao continue không được nhỉ? Chả nhẽ for x thì không continue được. Việt Nam mua năm. Nó không bằng luôn. Chờ tôi chút. Nếu mà empty của cái value. Ô bậy. Chờ tôi chút nha. Để tôi test đã.
Hồ. Dị nhỉ. Sao nó không bỏ được cái phần tử cuối cùng đi nhỉ? Chờ chút nhé. String cái thằng cuối cùng bằng len bằng một á. String len đúng không? Đây không? Nó có cái ký tự khoảng cách. Đây, chúng ta sẽ còn 3 thằng sinh viên 012. Được chưa? 012. Xong nhá. 012. Tức là đến cái file này tôi có cái mảng student SC của tôi đã bằng một tập hợp của các sinh viên của tôi rồi. Bây giờ tôi chỉ việc for cái thằng đấy ra. Là xong đúng không? Student S student này. ST đi cho nó ngắn. Tôi sẽ có cái ST 0, 1, 2 luôn. Kết quả. Úi dồi. Gì vậy? ST ở đây. Đây. ST. Thiếu mấy chỗ thôi mà. Chắc là hết rồi đấy. Kết quả đều như nhau. Bây giờ up cái file này lên nhá. Chúng ta lấy cho nó nhanh.
Được chưa? Giải thích lại cái logic của đoạn này này. Đầu tiên chúng ta sẽ yêu cầu đọc file data.txt từ cái file getContent này. Thực ra cái hàm này nó chỉ đơn giản là lấy toàn bộ text ở trong cái file data kia ra ngoài thôi. Được chưa? Xong kể cả chúng ta có xuống dòng hay không xuống dòng, nó đều kết quả đều như nhau. Được chưa nhỉ? Kết quả đều như nhau. Thì sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm student format này để lấy dữ liệu, lọc lại dữ liệu. Thì đầu tiên chúng ta lọc theo cái ký tự là sược đứng n để lấy ra từng dòng một của chúng ta. Sau đó chúng ta lại tiến hành void từng dòng đấy một để lấy và cắt theo cái ký tự là sược đứng để lấy ra từng thằng, từng phần tử của một sinh viên. Được chưa? Và gán vào một cái chuỗi và chúng ta ném nó vào trong một cái chuỗi result chung. Thế là xong. Đó. Và chúng ta tiến hành là trả lại return cái giá trị đấy, cái giá trị chúng ta vừa mới làm vào cái biến student và tiến hành for x nó. Bây giờ tôi sẽ tiến hành là tạo mới. Thì ví dụ như kiểu là Nguyễn Văn A quê ở Hải Dương. Enter lên. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý như nào để làm cái việc làm nốt cái công việc vừa rồi. Thì sẽ như sau. À, đâu nhỉ? Create submit đây đúng không? Tôi sẽ lấy là max ID này. Bây giờ lại vấn đề khác, đó là vấn đề cái ID. Lại vấn đề khác là vấn đề ID rồi. Thì vậy bây giờ ID giải quyết sao? Đố các bạn biết đấy. Vấn đề ID này chúng ta sẽ có cách giải quyết như sau, cũng lại lấy cái dữ liệu này ra. Kết quả tương đương. Đây là lấy full name này. Chúng ta lại có data bằng như này, student bằng như này. Bây giờ chúng ta tôi lỡ tay xóa. Đây lấy từ đây thôi. Đây, như này. Và chúng ta sẽ có cái max ID này. $max ID nó sẽ bằng cao. Bằng cao. Cao có được không nhỉ? Đố các bạn biết cao có được không? Không được. Đây nhá, tôi giải thích vì sao không được. Nghĩ phát nó thấy không được. Thì chúng ta có thằng ID là 1 là thằng anh này, 2 là thằng em này, 3 là thằng tao này, 4 là thằng cậu này. Ví dụ tên tôi thế. Tớ đi. Cho nó kiểu bằng lịch sử. Được chưa? Xong. Bây giờ nhá, nếu mà chúng ta thêm một dữ liệu mới vào đây thì ID là 5 đúng không? Đúng chưa? Nhưng mà lỡ tay chúng ta xóa thằng này đi trước, sau đó chúng ta mới thêm dữ liệu vào làm nào? Lúc này cao bằng mấy? Cao bằng 1, 2, 3. Nhưng mà chúng ta đang định để cái max ID kia bằng cao của cái ARR. Nhưng mà cao của cái student kia cộng 1. Nhưng mà hiện tại nó đang bằng 1, 2, 3, rồi cộng 1 lại bằng 4. Đây là cái giá trị mới. Như vậy thì cái ID này và cái ID nó sẽ trùng nhau. Đúng chưa? Và thậm chí trùng nhau rất nhiều lần luôn. Nếu mà cứ xóa trước rồi thêm. Đúng không? Thế cho nên chúng ta không làm cách này được. Chúng ta phải làm cách như sau. Chúng ta phải làm cách như sau. Max hiện tại chúng ta sẽ để cho nó bằng chúng ta sẽ có như sau. If cái student nếu cao của cái student mà bằng với 0 thì sẽ có là max ID bằng 1 bằng giá trị 1. Else thì chúng ta sẽ lấy ra cái phần tử cuối cùng của cái student kia, đúng không? Thì chúng ta sẽ có cái max ID nó bằng với student
ở phần tử thứ cao của cái của chính nó trừ 1. Trừ 1. Và ở vị trí đầu tiên, vị trí số 0. Sau đó là cộng 1. Thì như vậy thì nó luôn luôn là giá có giá trị là lớn hơn so với giá trị cuối cùng một đơn vị. Được chưa? Bây giờ chúng ta thử này. Bây giờ hôm sau chúng ta thêm một cái đoạn end vào đây nữa để kết thúc cái dòng. Được chưa? Và file content này thì chúng ta cứ đơn giản là add thêm cái value vào thôi. File content này bằng rỗng này, xong rồi data này. Data nó đang bằng này đúng không? Sau đó chúng ta sẽ là hình như có vấn đề rồi. Chờ chút nha. Student, đây là một cái phần tử này. Các bạn chờ tôi chút nhé. Đây, chúng ta sẽ có cái student nó thêm phần tử. Đây, phần tử mới là Nguyễn Văn A này. Nguyễn Văn A quê Hải Dương, có ID là 4 này. Đúng không? Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ phải đảo ngược lại. Bây giờ cái công việc của chúng ta sẽ lại phải là đảo ngược lại cái mảng student này trở thành text và lưu xuống trong cơ sở, lưu xuống trong file data.txt. Được chưa? Như vậy giờ chúng ta làm nào? Chúng ta vẫn cứ có file content bằng rỗng này. For cái student as value hoặc là as role đi. Nếu mà value bằng rỗng thì continue, nhưng mà thực ra là chẳng bao giờ có cái chuyện bằng rỗng đâu. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái file content bằng với cái value cộng bằng với cái value ở vị trí thứ bằng cái row chứ. Row ở vị trí số 0 cộng với một cái string sực đứng cộng với row ở vị trí phần tử số 1 cộng tiếp với string sực đứng cộng tiếp với row ở phần tử số 2 và cộng với cái string sực đứng và end như thế này, cứ cộng vào thế xong và chúng ta va đâm ra cái file content này xem có đúng không nhá. Ủa, tôi đang va đâm đai đây. Hoàng Văn Minh Lào Cai end này, Nguyễn Quý Thành này Thanh Hóa end này, Liễu Văn Hữu Bắc Giang end này, Nguyễn Văn A Hải Dương end này, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ tiến hành là lưu cái file, nội dung cái file này vào trong cái file data.txt. Lưu thêm dữ liệu thành công. Và sau đó chắc là chẳng cần phải echo như này đâu. Mà chúng ta sẽ tiến hành là header
header, string là location về index.php. Cái hàm này để redirect trang thì tôi hôm trước tôi chỉ rồi đúng không? Đúng chưa? Nguyễn Văn A này, thêm mới nữa nhá. Nguyễn Văn B quê ở Bắc Ninh. Đúng chưa? Thêm mới Nguyễn Văn C, Nguyễn Văn X đi, quê ở Tiền Giang. Đúng chưa? Đó, tôi sẽ đẩy code lên và các bạn đọc cái mớ code này xem có hiểu cái gì không. Không hiểu thì tôi sẽ giải thích lại một lần nữa cho đến bao giờ hiểu thôi. Đọc đi. Đọc tí nó sẽ hướng dẫn làm phần update, à làm phần delete. Và bây giờ nếu mà các bạn cứ reload lại thì nó vẫn cứ tồn tại là giá trị là như thế này. Đúng không? Ai vào cũng thế thôi. Được chưa? Có ai thắc mắc gì không? Hỏi lại không? Hả? Đây á? Rồi, như nào? Ở chỗ mà mắc ID. Đây. Mắc ID à? Đây. Ừ. Là cái sao này cao, là lấy vị trí đục
Đấy, em chưa hiểu chỗ đấy. Hiểu cái này đi. Rồi. Thế hiện tại cái student SE là cái gì? Nó là cái gì? Mạng đúng không? Mạng chứa tất cả các user đúng không? Đúng chưa? Nó là một cái mạng ý này. Đúng chưa? Và mỗi một phần tử của mạng, mạng này nó lại một cái mạng khác. Phần tử 1, phần tử vị trí số 0 là ID đúng không? Phần tử số 1 là name đúng không? Phần tử 2 là quê quán đúng không? Đúng chưa? Bây giờ ở đây tôi có cái gì student ở phần tử số cao của cái student của chính nó trừ 1. Bây giờ bằng mấy? Cái này bằng cái gì? Âm cái bông này. Âm student, đây là mở ngoặc vuông là cái gì, thể hiện cái gì? Vị trí của cao student. Cái này là bằng mấy? Bằng cái số lượng phần tử. Không? Trừ 1 thì tương đương với số index. Đúng không? Thế là cái cao đấy là số phần tử con của. Đúng rồi. Được chưa? Nó tương đương với hàm len của trong JavaScript. Trừ 1 thì là phần tử. Phần tử bao nhiêu? Phần tử cuối cùng. Đúng nhá, lấy phần tử cuối cùng ra. Và tôi lấy tiếp cái thằng ID này ra. Có nhìn thấy ở vị trí số mấy kia? Số 0 kia đúng không? Tương đương ở vị trí thằng ID này đúng không? Thì lấy cái thằng ID ra chứ còn gì nữa. Lấy thằng ID của thằng cuối cùng. ID của student cuối cùng ra. Và bây giờ tôi cộng thêm 1. Chưa đấy, cộng thêm 1 kìa. Đúng không? Thì nó luôn luôn là số lớn nhất mà không phụ thuộc vào cái gì? Thêm xóa. Đúng chưa? Đấy, có vậy thôi. Và tôi sẽ tiến hành cái việc là tách cái phần save file này. Tách cái phần save file này về một cái hàm ở trong kia. Tôi sẽ có như sau. Đây, tôi sẽ cắt cái đoạn này. Leave. Tôi sẽ có một cái function save file. Đầu tiên là file name. Sau đó là data. Về cái đoạn này xuống. Chúng ta có file content bằng rỗng, sau đó là student này tương đương với data. Còn add row, row, rồi không quan tâm. Sau đó là chúng ta sẽ có fopen bằng file name. $filename w mở file không thành công. Hay ở đây chúng ta return false. Còn ở đây write file mà thành công rồi thì chúng ta tiến hành return true. Viết này cho nó ngắn. Đáng lẽ cái đoạn này chúng ta cũng phải custom lại. Nhưng mà thôi.
Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ copy cái file, cái hàm save file này vứt vào đây. Đằng nào cũng require clip rồi mà. Có cái result, xong rồi if, if save file đóng mở ngoặc của cái, đây là tên file là data.tt. Tiếp theo là cái biến student. Nếu thành công thì tiến hành là tiến hành gì? Header location về index.php. Còn nếu mà else thì sao? Báo là echo ra lưu, lưu không thành công. Được chưa? Kết quả chắc là như nhau thôi. Tạo mới. Đây là Minh Tổ. Minh Tổ quê đâu Minh Tổ? Minh Tổ. Được chưa? Bây giờ xóa nhé. Xóa thử nhé. Xóa thì chúng ta nhìn thấy có cái ID kìa. Thấy không? Cái ID này sinh ra từ cái đoạn này này. Từ cái này này. 123 cái gì gì 77 Minh Tổ này. Đúng không? Bây giờ làm thế nào để xóa? Đố chúng ta biết làm thế nào để xóa? Khi mà bấm vào cái đường dẫn remove này thì sao? Thì sao? Hả? Sao? Tôn. Hả? Thì nó sẽ chuyển sang cái remove. Cái mày đọc là cái gì? Nó đọc, nó sẽ chuyển sang file remove.php với cái tham số trên đường dẫn là ID bằng 7 đúng không? Thì chúng ta cũng phải tạo ra cái file remove đã. Đúng nhá. Và chúng ta lấy, cứ lấy cái ID rồi đã. Bằng đô la gì? Get đóng mở ngoặc ID. Xong chưa? Và tất nhiên cũng phải require one cái clip vào đây. Require one clip.php vào đây. Sau đó chúng ta vẫn cứ lấy data ra như bình thường. Lấy cái student này ra như bình thường. Copy hai cái dòng này. Student ra như bình thường. Và tiến hành như sau. For đô la y bằng, for đô la y bằng 0, đô la y nhỏ hơn cao của student y cộng cộng, chúng ta sẽ có câu lệnh là if student sc ở phần tử thứ y
và vị trí số 0, tức là cái ID mà bằng với cái ID nhận được, thì tiến hành gì? Xóa đi, đúng không? Thì chúng ta có array gạch dưới serialize của cái gì? Đầu tiên là cái mạng student phải offset là cái vị trí của y giá trị 1 ở đây, và tiến hành break luôn, break khỏi vòng lặp luôn. Sau đó xóa được hay không, chúng ta đều gọi cái hàm save file, gọi đến cái hàm save file data.txt student.sc và header location về index.php. Được chưa? Test thử đi xem có được không? Bay chưa? X này, B này, A này, Liễu Văn Hữu này, xong tạo lại Liễu Văn Hữu có dấu. Liễu Văn Hữu phiên bản có dấu. Ở đâu nhỉ? Bắc Giang. Đúng không? Được chưa? Dễ mà, có cái quái gì đâu. Xem được chưa? À, thế thì do ăn ở đấy. Ừ. Bài tập về nhà, về làm tất cả mọi cách để làm được cho tôi phần update. Khi mà bấm vào màn hình update, nó sẽ ra cái form giống như form giống như cái form create ấy, nhưng mà mỗi tội là nó có fill sẵn dữ liệu ở trong đấy. Xong rồi sửa rồi bấm lưu lại thì nó quay lại màn hình index, nhưng mà dữ liệu ở cái ID vừa rồi bấm vào đã được update rồi. Có mỗi thế thôi. Nhặt tẹt. Một nữ truyền nghệ. Những người sáng.
Cứ đẩy cốt lên. Rồi, điểm danh đi. Tùng làm bài luôn đi. Thắng dạo này chăm nghỉ nhỉ? Nguyễn Quý Thành, Nguyễn Trung Tiến, Lê Quang Trí, Cao Việt Tùng, Phạm Việt Tùng. Tao biết mùi khổ là thế nào? Tao biết mùi là không 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 biết.